Xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình SCT. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự 247 vừa Đỗ Dũng. Ở ờ, trong tuần vừa qua có một cái tin khá lạ trên báo Sputnik của Nga mà bản tiếng Việt. Tờ báo Sputnik là tờ báo của Nga nó có phiên bản Việt ngữ và đăng ngày 8 tháng 10 nói về các gia đình của ông Nguyễn Tấn Dũng, cựu thủ tướng Việt Nam và cô con gái Nguyễn Thanh Phượng. À, thì họ nói về cái chuyện là cái công ty bản việt do cô này đứng đứng cái bản việt thì nó có nhiều nó có tới bốn công ty trong các lĩnh vực ngân hàng này bất động sản này chứng khoán đầu tư tài chính nhưng mà không hiểu tại sao trong mấy ngày qua gia đình của nguyễn Văn dũng tự nhiên rút ra khỏi mấy công ty này bây giờ chỉ còn mỗi bà nguyễn thanh phượng là còn một ít cổ phần trong đó hơn không biết tại sao nhưng mà đây là cái chuyện mà người ta chú ý ví dụ cái tờ báo này nói bắt đầu đầu tháng 10 cái chứng khoán của bản Việt đó bản Việt là cái tên chung đó, đó tự nhiên bị tụt hạng à, trên sàn chứng khoán ở Sài Gòn Rớt hạng trong danh sách top ten tới 10 công ty môi giới hàng đầu trong cái thị trường chứng khoán ngoài ra à, cái này mới quan trọng tính tới thời điểm này không còn người thân nào của bà Nguyễn Thị Thanh Phượng nắm giữ cổ phần của bản Việt nữa. Đó là tờ Sputnik viết. Thì người ta nói, cái tờ báo này nói là trong những tháng gần đây, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng bị tụt này do ảnh hưởng giữa thương chiến Mỹ và Trung Quốc. Cái điều đó có. Thành ra một số người đó, có vẻ như họ thấy là khó ăn, nên họ rút tiền ra. Cái đó cũng đúng thôi. Nhưng mà gia đình ông đúng. Tại sao mà rút ra gần như toàn bộ như vậy? À, lát chúng sẽ giải thích cho quý vị thì trong ba đứa con của ông Dũng đó cái cô cái bà Phượng này là người duy nhất đi vào con đường kinh doanh Bà tốt nghiệp cử nhân kinh doanh gì đó ở Sài Gòn khoa học bên Thụy Sĩ lấy thạc sĩ đâu Nguyễn còn ông Nguyễn Thanh Nghị đó, thì cũng học ở Sài Gòn rồi dạy ở trại học kiến trúc rồi đi qua lấy gọi là tiến sĩ ở tại đại học George Washington ở tại thủ đô Washington DC rồi về không đi dạy học nữa đi làm chính trị bây giờ là bí thư tỉnh Kiên Giang rồi người em trai là Nguyễn Minh Chiết cũng đi vào con đường chính trị đó. cũng được bố đỡ đầu nói chung đây là hai thái tử đảng rồi ông dũng đó, thì chúng ta cũng biết rồi từ cấp thấp rồi đi lên tới thủ tướng nhưng mà người ta không thể ngờ là không những ông dũng mà cả vợ ông và cả những người con ông đều có hoạt động về tài chính mặc dù là trong lĩnh vực chính trị bề ngoài nhìn vô để mù chính trị nhưng mà qua cô con gái trong hình quý vị thấy đó, họ có trong đó thì cái báo cáo quản trị của công ty chứng khoán bản việt mà sputnik đưa ra xin ban kỹ thuật cho coi cái tờ giấy đưa ra cho thấy đây đó. trong cái bản này đó là đứng đầu danh sách cổ đông là bà nguyễn thanh phượng tức là con gái rồi kế đến là nguyễn tấn dũng rồi vợ ông là trần thanh kiệm rồi con rể là nguyễn bảo hoàng hay là henry hoàng nguyễn chồng của bà phượng hai đứa con trai là nguyễn thanh nghị Nguyễn Minh Chiết rồi hai đứa cháu ngoại Nguyễn Bảo Hoàng My và Nguyễn Bảo Hoàng Mai là con bà Phượng với ông Henry Bảo Hoàng à. mà ông đi bảo ông, ông Henry Nguyễn này đó là, là có phần hồn mua cái đội uh, bóng đá uh, uh, gọi là gì trị uh, chị vát USA hồi trước ở đây bây giờ đổi thành là E.L. Club à, uh, LA Soccer Club à. mà ông này làm chủ uh, là cổ đông trong cái đội bóng năm năm ngay ngay vùng Los Angeles chúng tôi đấy mà trong những người mà có phần hùn nó mua đó là có một gọi là giám đốc đại ESPN rồi một ông chủ đội Dodger rồi một ông đạo diễn của Hollywood đó, với lại một ông nhạc sĩ gì nữa, đó, đó là những người đều hùn vốn mua cái đội đó và cái đội đó là có thể là trong tương lai đưa cầu thủ Việt Nam qua đá bên này ngay ngay tại vùng này luôn à. thế thì bây giờ đó tại sao rút vốn nào chưa biết đó. À. Trừ bà Nguyễn Thanh Phượng còn 6 triệu 750 ngàn cổ phần Tất cả những người còn lại trong đại gia đình Ông Dũng đều rút hết tiền khỏi công ty chứng khoán bản Việt Đồng thời các công ty khác của bà cũng đổ tiền vào Làm cổ đông chứng khoán bản Việt đều rút hết ra Đó là những công ty khác như là cổ phần quản lý quỹ đầu tư chứng khoán bản Việt Ngân hàng thương mại cổ phần bản Việt Và công ty cổ phần bất động sản bản Việt Toàn bản Việt, bốn công ty đều tên bản Việt hết thì thưa quý vị cái này thì chúng ta không biết nhưng mà có thể hiểu như thế này ở mỹ đó là cái này có thể là bị bị tù bởi vì có thể họ có nó gọi là inside information tức là thông tin từ bên trong khi mà biết cái thị trường cái công ty làm ăn đô la rút vốn rút cổ phiếu bán rút là tức là bán quý vị nhớ cái ông uh, dân biểu uh, chris gì mới đây của tiểu bang thuộc quên mất cái tên nhớ Chris của tiểu bang New York vừa rồi phải nhận tội và từ chức vì ông đang đi ăn bữa tiệc ông nghe một công ty nói là bán thuốc thử nghiệm cái thuốc đó ra bị thất bại ông ngừng gọi cho con con trai liền với con trai báo cho gia đình mới báo cho cơ ông gọi là bố bạn gái cũ đó là bán đi một số cổ phiếu liền đỡ mất 600.000 đô la bây giờ bị kết tội thì đây không biết có phải trong trường hợp tôi không biết luật Việt Nam như nào nhưng mà rõ ràng là ở Việt Nam nó không có cái luật đó chăng mình không biết nhưng mà rõ ràng lợi thế quá biết cái là cả gia đình rút ra luôn thì chúng ta sẽ chờ xem cái chuyện như thế nào bởi vì sao bốn công ty như thế mà tự nhiên cả gia đình rút ra thì mấy cổ đông khác á, nếu mà khi mà biết đó, rút ra là quá trễ rồi bởi vì anh bán anh rút ra anh bán lúc đầu còn có giá chứ mà khi mà người ta rút ra rồi ra mà anh bán thì giá nó xuống các cổ đông khác có như mất tiền Ví dụ một cổ phiếu của anh đó là ví dụ 10 đồng Mà lúc anh bán nó mới xuống anh bán còn được 9 đồng Hay là anh bán đúng 10 đồng Với anh khác nó bán hết để còn anh tới lúc mà nó xuống bà anh bán 10 đồng anh bán còn, còn 2-3 đồng này, Lỗ thì Nói cách khác thì trong chuyện này có thể là có thông tin bên trong Hoặc là làm ăn như thế nào đó mà họ rút ra hoặc là họ bắt đầu là ngửi được Gọi là cái mùi đốt lò cũng chậm cũng có thể luôn cũng có thể luôn bởi vì ông trọng đốt lò dữ quá mà khi đốt đốt tới một kia luôn người ta đang chờ ông trọng có đốt tới hay không nhưng mà rõ ràng là chung quanh cũng bị đốt một loạt tướng công an một loạt tướng quân đội hai ông bộ trưởng bộ thông tin bộ bốn t mà những người đó là dưới thời ông dũng hết ông dũng làm thủ tướng hết thì xin thưa quý vị cái chuyện nó là như thế trong tuần qua tự nhiên cái tờ sputnik của nga bản tiếng việt nó lại nói cái đó rồi bây giờ qua một cái đề tài khác mà gây tranh cãi trong tuần vừa qua ở tại Mỹ chúng ta cũng biết trong tuần qua liên quan đến chuyện luận tội tổng thống Donald Trump lại luận tội nữa nhưng mà cái này tôi thấy quan trọng cần phải trình bày cho quý vị biết bởi nhiều người không hiểu cái này ngay cả tổng thống chưa chắc không hiểu hoặc cũng có thể không hiểu, ông hiểu, món là bộ không hiểu nhưng mà chuyện đó không quan trọng ba cái ủy ban của hạ viện yêu cầu tòa bạch ốc nộp một số hồ sơ để họ điều tra trong cái vụ Ukraine Trump nói nộp Tại sao? Quý vị chưa có bỏ phiếu. <laughs> cái thời mà ông Nixon bị năm 74 và thời ông Clinton bị năm 98 đó. Hạ viện có bỏ phiếu phiên họp tháng đại. toàn bộ dân biểu bỏ phiếu cho phép mở cuộc điều tra. Lúc đó Ủy ban Tư pháp mới làm việc đi điều tra, điều tra xong mới bỏ phiếu, bỏ phiếu mới đưa lại phiên quang đại. Họp luận tội luận tội xong mới đưa qua thượng viện đó là quy cách của làm. thì bây giờ tòa giáo bảo ê cái vụ này bà Nancy Pelosi bà, bà Trơn giang ông Trâm bà bà trên giang bà không có cho ra phiên họp khoáng đại bỏ phiếu gì bà chỉ đạo luôn sáu ủy ban điều tra tôi thành ra bây giờ là tôi không nộp hồ sơ tôi không nộp tôi không hợp tác vì đây là một cuộc điều tra không công bằng với tôi tại sao mà bà không cho ra bỏ phiếu đi nếu bà cho bỏ phiếu mà người ta đồng ý luận tội là điều tra tôi thì các ủy ban lúc đó ủy ban tư pháp kêu thì tôi đưa Hả? nhưng mà ai đúng ai sai trong chuyện này ê bên hạ viện nói ê anh không đưa là chứng tỏ anh cản trở công lý cản trở công lý là nặng tội thêm nữa ông trấm bảo ông đưa sao nó không hợp tác nó thẳng tôi gây chiến với anh luôn ai đúng ai sai trong chuyện này xin quý vị đừng rời màn hình ACT chúng tôi sẽ trở lại đề tài này sau ít phút thông tin thương mại cảm ơn quý vị và màn hình của đài truyền hình SCT. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình thời sự 247. Hồi nãy tôi đang nói với quý vị là ai đúng ai sai trong cái chuyện mà luận à, điều tra luận tội tổng thống Donald Trump. À, một bên thì nói thế này, bên nói thế kia. Bên ông Trump tố cáo bà Nancy Pelosi không bỏ phiếu. Bà trả lời sao không? Bỏ hay không là quyền của tôi. Tôi muốn bỏ là tôi bỏ, tôi không muốn bỏ, không muốn bỏ. Bởi vì sao? Hiến pháp đã quy định Hạ viện có quyền điều tra luận tội tổng thống, nhưng hiến pháp lại không nói làm như thế nào. À, khổ là khổ cái chỗ đó. Cái hồi ông Nixon, cái hồi ông Clinton là hồi đó mới ông làm vậy. Còn hồi tôi, tôi có quyền làm khác. Đó là bản lập luận như thế. Và tôi đã nói cái vị là giống như trong thượng viện vậy, cơ quan lập pháp của Mỹ khi mà các nhà lập quốc của Mỹ mà họ viết ra luật đó họ không để cho tòa án kết tội và xử tổng thống giống như chúng ta chúng ta vi phạm luật chúng ta ra tòa có tránh án xử nhưng tổng thống không có tránh án xử mà là quốc hội xử điều đó nó cho thấy đây là một hành động chính trị chứ không phải vi phạm luật pháp bây giờ tôi nói ví dụ nghe ví dụ cái ví dụ này quý vị đi ra đường, quý vị vượt đèn đỏ, bắt ngay, dừng lại phạt tiền, không đóng tiền, không ra tòa, vô tù ngồi, uống rượu lái xe, bắt liền, không nói năng gì, hết, đưa ra tòa xử. Nhưng mà ông tổng thống làm quyền hay gì đó thì tòa không xử mà để cho quốc hội xử thì quốc hội xử điều đó nghĩa là một cái hành động chính trị. Mà khi chính trị rồi thì tôi muốn làm gì tôi làm. Đó là lập luận của các nhà lập pháp như thế. Cho quý vị ví dụ luôn năm 2016 khi ông thẩm phán tối cao viện viện Anthony Scalin bất tử chết bất tử chết bất ngờ ở bên Texas thiếu một ghế ở trong tối cao áp viện bên dân chủ đòi phải đưa người ra để mà bỏ phiếu ông Obama đã đề nghị ông tránh án Merrick Garland ra rồi của đảng dân chủ ông Mitch McConnell lúc đó là lãnh tụ thử, 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 đa số thượng viện bảo no no no, no tôi quyết định đưa ai ra và bầu ai nè <laughs> ông đâu đưa ông kia ra đâu ông đợi ông trump nắng cử rồi ông trump mới đề nghị ông nêu go sắc vô ông cho bỏ phiếu vô trong đó ngồi làm gì nhau thành ra thưa quý vị chúng ta phải hiểu là cơ quan lập pháp họ có quyền giống như một cơ quan tự trị tức là gì họ không được làm cái gì vượt quá hiến pháp đâu. ví dụ một ông Ví dụ lãnh tụ đa số thượng viện hay là chủ tịch hạ viện kêu bỏ phiếu đuổi cái ông dân biểu hoặc ông bà thượng nghị sĩ đó ra khỏi cái tòa nhà đó hay là không được đại diện cái tiểu bang đó à cái đó sai nha cái đó là sai không được làm bởi vì những người này là được hiến pháp quy định đại diện các tiểu bang của họ nhưng mà cho ông đó bà đó ngồi đâu thì ok tôi không thích anh tôi cho anh ngồi dưới chót tôi thích anh tôi kêu anh ngồi trên đấy không làm gì nhau ấy, vì nó không có theo luật mà nó theo truyền thống do đó cho nên là bên hạ viện bà Nancy Pelosi bà không đưa ra bỏ phiếu bà cho các ủy ban điều tra luôn. đó là lý do tại sao ông Trump ông không hợp tác nhưng mà vì sao bà Nancy Pelosi không muốn đưa ra bỏ phiếu à, cái đó mới là cái điều quan trọng cái đó mới là điều quan trọng và vì sao ông Trump muốn bà phải bỏ phiếu cũng là quan trọng luôn thì thưa quý vị nó có lý do của nó chứ phải không bởi vì sao? Thứ nhất, nếu bây giờ đưa ra bỏ phiếu ở phiên khoáng đại, bà Nancy Pelosi có thể có đủ phiếu luôn. Khóa bán, đồng ý là điều tra luận tội, mới đồng ý cho phép điều tra luận tội, nhé, chưa luận tội nhé. Thế nhưng mà khi ra bỏ thì bà sẽ làm kẹt cho một số nhân biểu trong đảng Dân Chủ. Tôi nói ví dụ, có một số người đảng Dân Chủ nhưng mà cử tri của họ khóa ông Trump thì sao? À nó kẹt đúng không Nếu giờ bỏ phiếu để điều tra ông Trump á, Thì nó đúng theo đảng Bởi vì nếu không bỏ phiếu điều tra Thì bà Nancy Pelosi bà ghét Mà nếu bỏ phiếu theo bà thì cử tri nó ghét à, Tiến thoái lưỡng nan Bà không muốn chuyện đó Mà không phải một người có thể là nhiều người Cái thứ hai đó là gì Khi mà phiên khoáng đại bỏ phiếu như vậy Cho phép điều tra luận tội Thì bên dân chủ đang nắm đa số gì? được quyền gửi chat yêu cầu nộp các hồ sơ đúng không? bên thiểu số cũng được quyền luôn à, họ được quyền luôn là gửi chat yêu cầu bên dân chủ phải nộp số, ví dụ có thể luôn gửi chat kêu bố con ông Biden đi ra đây <laughs> ra đây điều trần với tôi ô tôi có quyền mà à, đó là do tại sao mà ông Trump ông muốn à bà Nancy Pelosi không muốn mà ông Trump muốn muốn là muốn là cái gì? À bởi vì sao? Ông muốn luôn. Đem nó bỏ phiếu đi để tôi coi đứa Cộng hòa nào mà chống tôi không có lòi mặt ra. À để tôi biết. À, thì quý vị biết rồi. Anh nào Cộng hòa mà chống Trump là coi chừng á. Quánh, quánh te tua đó chứ không phải giỡn đâu. Bởi vì có những anh chị Cộng hòa đại diện mang đảng Cộng hòa nhưng mà cử chi lại dân chủ thì sao? Cũng kẹt luôn đó cũng kẹt luôn thì đó là những cái chuyện mà chúng ta thấy rằng là nó không có đơn giản chúng ta thắc mắc bảo ủa tại sao bà này không 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 không, đem ra bỏ phiếu tại sao mà ông kia lại cứ muốn bà này bỏ phiếu đó thì bây giờ vấn đề đó đặt ra ở đây là gì nếu tình trạng nó cứ như thế này hai bên cương như thế này giải quyết sao đây ra tòa <laughs> thưa ra tòa bên hạ viện đang cân nhắc là có thể thưa ra tòa hay không là bởi vì chúng tôi kêu ông nộp ông không nộp ông trump bây giờ khi ông tuyên bố là tôi không hợp tác nhưng mà người ta hỏi thế thì ông có không hợp tác luôn thì ông không trả lời ông bảo cái đó để cho luật sư lo tức là ông cũng ngại bên dân chủ mà đứa này ra tòa đó gần như tòa không xử từ trước tới giờ trong các vụ mà liên quan đến vấn đề gọi là khủng hoảng hiến pháp giữa hai bên hành pháp và lập pháp, anh tư pháp anh tránh ra ngoài. Anh muốn dính vô bởi vì con đâu có luật đâu mà, mà xử. Hả? Tôi đã nói với quý vị rồi, cái luật lệ ở trong cơ quan lập pháp là do các nhà lập pháp đảng nào nắm quyền thì đảng đó là viết cái luật đó và xử cái luật đó. Cho quý vị cái ví dụ luôn. Cái thời mà đảng dân chủ nắm đa số thượng viện, ông Harry Reid đó, hội đồng đó bị bên cộng hòa ngăn chặn quá. những cái vụ bổ nhiệm mấy bộ trưởng đó, đáng lý phải là uh, được filibuster gì, thì sau đó bực quá muốn đổi cái luật không được filibuster nó không được câu giờ nữa. thì bây giờ đảng dân chủ hết nắm thượng viện, bây giờ thượng viện đảng cộng hòa nắm, bây giờ ông cộng hòa không chơi rồi, anh đổi luật cho ai? <laughs> thì bây giờ anh không được filibuster luôn, thế là cắt nội các chúng tôi đưa ra ông trump đưa ra đi qua ảo ảo lại cho quý vị thêm cái ví dụ nữa là các nhà lập pháp họ được quyền hành xử theo cái nội bộ thành thử ra nếu bây giờ mà bên hạ viện đó, mà có kiện ra tòa đó tối cáo viện bảo thôi tôi không xử được mấy anh giải quyết với nhau không bao giờ tòa án xen vào công việc của hành pháp lập pháp khi mà đụng đến vấn đề hiến pháp và như tôi nói hồi nãy các nhà lập quốc Hoa Kỳ khi họ viết ra cái luật này, họ để cho quốc hội luận tội và chất phế tổng thống đó là một hành động chính trị chứ không là một hành động là pháp luật. Bởi vì nếu hành động pháp luật thì phải là tối cao viện xử mới đúng. Cái gì khác con cái là trong cái vấn đề chất phế thì cái phiên mà tòa đó là của thượng viện đưa ra xử nhưng mà cái người chủ tọa là ông chủ tịch tối cao pháp viện nhưng mà cũng ngồi đấy chơi đâu đấu quyền bỏ phiếu đâu đúng không rồi bây giờ bên Cộng Hòa thì sao? À, cũng nguy ạ. Nếu không nộp cái này hoài mà bên Dân Chủ nó cứ lên nó nói báo chí bảo à, giờ là anh có gì anh mới che giấu. Mẹ cũng kẹt luôn. À, thì người dân Mỹ người ta dần dần người ta mới nói là à, chắc anh có chuyện gì mới giấu. Nếu không thì bung ra đi. Và tính tới ngày hôm nay cái số người dân Mỹ qua các cuộc thăm dò mà ủng hộ luận tội và trước phía ông Trump càng ngày nó càng tăng. Và mới nhất là đài Fox News Cái đài mà Tổng thống Tâm rất là mê Hôm tuần vừa rồi họ cũng làm cái luôn Cho thấy 51% Số người ủng hộ luận tội và chất phế Tổng thống Trump. Ông Trump ông điên lên Ông chửi anh Fox News tăng luôn Bảo mấy anh không còn làm việc tôi <laughs> Bảo là, là làm thăm dò cho anh mấy cái chớn Đại khái ông dập Fox News luôn thì đó là những cái chuyện mà chúng tôi thấy là nó đáng chú ý trong tuần gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình hôm nay. Chúng tôi xin hẹn quý vị và chương trình tới.